Hi, chào mọi người. Em vẫn đang đợi mọi người thỉnh vòng chăm với lại mèo thần tài. Thì không nói quá nhiều về tác dụng cũng như là tính năng của nó, thì mọi người hãy đọc những cái feedback của khán giả, mọi người sẽ biết là nó có công dụng như thế nào ha. Thì cái vòng chăm cũng như là mèo thần tài nhìn qua nó rất là bình thường, tuy nhiên là khi gặp chuyện các bạn sẽ thấy được cái công dụng của nó như thế nào, lúc đó nó thực sự phát huy tác dụng. Mèo thần tài ngoài cái việc mà kéo tài lộc và giữ tài lộc cho khách, nó còn có thể trấn nhà. Còn khi đi ra ngoài như thế nào, thì các bạn khi đi ra ngoài thì hãy thỉnh cái vòng chăm này nè, nó sẽ cùng bạn đi bất cứ mọi đâu mà mọi người muốn. À quên, những ai mà muốn thỉnh bát quái để mà treo trước nhà để phản lại những cái năng lượng xấu và những cái sát khí này kia, thì các bạn hãy nhấn vào cái link ở bên dưới phần mô tả hoặc là ở trong cái phần comment. Đó là cái link dẫn đến cái shop phong thủy của một thầy pháp hiệu là Bửu Long. Thì thầy này làm bát quái rất là hay. Các bạn có thể bấm vào link Shopee bên dưới để mà đặt mua nha. Xin chào các bạn, lại là mình Cu Khoa đây. Thì ngày hôm nay mình lại có mặt tại cái căn nhà này, bởi vì sau khi mà mình đã đưa những cái vong linh kia về núi tu hành, mình vẫn còn một cái cảm giác gì đó nó bất an á mọi người. Bởi vì khi mà mình đưa đi, đồng nghĩa với việc là những cái âm khí ở trong cái ngôi nhà này nó sẽ giảm đi đáng kể, đúng không? Nhưng không, nó vẫn như cũ. Và cái việc mà mình băn khoăn như vậy á, nó đều có một cái lý do. Đó là một trong những cái vong linh mà mình đã đưa về núi tu hành đã báo mộng và nói cho mình biết rằng là ở trong cái căn nhà này vẫn còn một cái gì đó nó rất là lớn. Và ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ đi vào buổi sáng để cho thấy được nó rõ hơn và tất cả mọi thứ phải dần sáng tỏ. Cái cây này á là mình sẽ đem ra ngoài ngoài phía sau, bởi vì cái vong linh đó đã nói với mình rằng là có một cái, nói chung là mình nói trước á thì sẽ mất hay, đúng không? Sẽ tiết lộ rồi, nhưng mà từ từ đi ra đi rồi mọi người sẽ hiểu được. Cái cây kia của mình đâu rồi ta? Đây, mình có đem theo cái cây này, các bạn biết chi không? Đập đập cho mấy con rắn nó chạy hết, mình là chúa sợ rắn luôn, nhất là mấy cái chỗ mà lá nè các bạn. Mùa này á, mấy con rắn chằm quạp quá nhiều lắm, đi là phải cẩn thận. Ok,
Các bạn biết không, trong cái giấc mơ của mình á, cái vong đó đã nói với mình rằng là ở ngay cái cây này là có một đứa bé bị phong ấn ở đây, nhưng mà phong ấn từ rất lâu rồi. Mình ngay từ lúc đầu mình bước vào mình đã nghi ngờ rồi, nhưng mà lúc đó mình cứ tưởng rằng đó là những cái âm khí phát ra từ những cái vong linh kia, nhưng mà thực sự không phải các bạn. Các vong linh kia nó đã đi về núi tu hết rồi, nhưng mà tại sao ở đây lại còn một cái lượng âm khí quá lớn như vậy, và ở trong đó kèm theo đó là một cái nỗi oán hận ở trong đó nữa, gọi là oán khí á. Thì ok, mặc dù là cái vong linh đó đã nói sơ sơ cho mình rồi, tuy nhiên rằng là khi mà bước chân vào đây một lần nữa thì mình lại cảm giác một cái sức nặng nề, một cái không khí nó nặng nề, nó đè lên trên người của mình á. Thật sự là hồi bữa khi mà mình khám phá cái cây này thì mình chỉ quay sơ sơ qua lo thôi, bởi vì một điều á là mình rất là sợ rắn, cho nên mình không dám ở lại đây lâu. Không phải là vì các vong linh mà là vì sợ những cái con đó. Cho nên thôi, ngày hôm nay thì sẵn cái bũ bối đó là cái cây đập, mình sẽ dừng chân lại đây lâu hơn một xíu nha mọi người. Ồ, đóng cửa bên kia chưa ta? À, đóng rồi. Cái vong đó, đại loại cái vong đó nó nói với mình rằng là có một cái gì đó ở dưới gốc cây. Không phải dưới đâu các bạn, mà là ở cái khu vực này nè. Nó nói thì mình nghe ba chớp ba nhán, với lại một phần nữa khi mà mình tỉnh dậy mình quên đi một mớ rồi. Chỉ còn nhớ sơ sơ là nó nói là có một cái gì đó ở quanh cái gốc cây này. Cái cây này tính ra là nó khá là to ha mọi người. Cái gì vậy? Kìa kìa các bạn, cũng là rắn, nhưng mà nó là rắn mối. Đi hết nha mấy đứa, tao sợ thì tao cũng đập, mà tao đập thì lại gây thù chuốc oán nữa, cho nên thôi đi đi, đừng gặp nhau nha. Đây. Ôi, hình như là có ai đã chặt mấy cái nhánh của cái cây này. Đây, các bạn có thể thấy nè, cái dấu chặt còn khá là mới ha. Nè, chứng tỏ là cái cây này cũng mới chặt đây thôi, tại vì mấy cái lá đồ nó vẫn còn xanh tươi. Ngay chỗ này thì có một cái hàng rào, mà hàng rào phía bên kia là của nhà hàng xóm. Đó. Đúng không? Đây nè, mọi người. Hình như có ai đã vào đây và đã chặt cây. Bên kia nó còn một cái chỗ rất là mới ha. Ok. Tự nhiên cái nổi da gà hết luôn các bạn. Các bạn thấy điều gì chưa? Mấy đợt trước á, mình không có để ý kỹ cái phần này. Thì bây giờ quay lại thì các bạn nhìn nè. Đây. Nhang. Rất là nhiều nhang. Nhưng mà có cả cũ và mới luôn. Các bạn có thể nhìn được cái màu của cây nhang và mình đoán được nó cũ như thế nào nha. Đây, cái này là nó bạc màu hẳn nè. Còn mấy cái này là vừa vừa nè. Còn cái này là mới mới nè các bạn.
Và tại sao người ta lại cúng ở đây? Ở đây là cái gì mà phải cúng? Mà tại sao... Ủa khoan, cái nhà này là của cái bà chủ mình đã xin phép cho vào đây mà bả không cúng thì ai là người cúng ở đây? Và ai là người chặt những cái cây này? Và tại sao họ lại cúng cái gì? Ui. Đây là một cái bình. Cái bình này là nó bằng thủy tinh đó các bạn. Nhưng mà cái nắp của nó bị cái gì rồi đây nè. Cũng khá là lâu rồi nè mọi người. Wow. Cái gì mà giống xương quá vậy ta? Mình ra hôi. Nó hôi dã man luôn. Nó vừa hôi và nó vừa tanh nữa các bạn. Mình thật sự là mình không biết nó là xương gì. Nhưng mà cái việc bỏ vô trong một cái bình, liệu rằng có ai đó đã luyện gọi là một cái phép đen ở ngay chỗ cái gốc cây này hay không nè. Bởi vì mình thì mình không biết cái xương này là xương con gì, hoặc là có thể là xương của một đứa bé. Mình không muốn nghĩ đến cái vấn đề kia một xíu nào luôn á các bạn. Bởi vì trong cái giấc mơ mà mình mơ được á, cái vong linh đó đã nói với mình rằng là có một vong nhi đầy nỗi oán hận đang bị phong ấn ở chính cái cây này. Và sự việc có lẽ nào khi mà mình gặp được cái bình này và nhang như thế này nè, nếu mà từng ngày nha, mình nói từng ngày mà qua đây và thắp một cái cây nhang thì nó sẽ rất là nhiều. Ví dụ như một năm đi thì nhiêu cái đống nhang này không đủ đến một năm đâu các bạn. Có nghĩa là lâu lâu mới ghé lại một lần. Và gần đây nhất thì họ sẽ nè, có những cái cây nhang mà mới á thì gần đây họ ghé nhiều lần hơn. Đúng không? Mình nói đúng không? Và cái sự việc này chắc chắn là mình sẽ hỏi lại bà chủ về cái vấn đề này coi như thế nào. Và có thể hàng xóm ở đây có một cái gì đó rất là mờ ám và họ biết được cái cây này trước đây có những cái vong linh, kèm theo là có một cái vong nhi đang bị ếm ở đây. (Cười)
Mình đang nghi ngờ rằng những cái xương này là xương của một đứa bé, nhưng mà mình không thấy cái đầu ở đâu á các bạn. Nè, có cái gì bột bột nè các bạn. Các bạn nhìn nè, có cái gì bột bột nè. Thấy không? Đó. Bột bột nè. Để mà biết được chính xác á, cái này là xương của động vật hay là xương người, thì chỉ có thể là lấy một mẫu và đem đi kiểm định, kiểm nghiệm. Thật sự á, là mình đang rất là nghi mình đang rất là nghi ngờ một cái vấn đề, đó là nhà hàng xóm họ đã đi qua bên cái chỗ này, ngay cái cây này, để mà họ luyện một cái gì đó còn gọi là tà thuật đó các bạn. Và cái việc mà rất là nhiều vong linh nó tụ hợp, kèm theo rằng là có một cái mình cho các bạn xem nè, cái chỗ của mình đứng thấy không, nó hoàn toàn không có gì hết, chỉ có ở phía bên này đây nè, trước mặt mình nè, có mấy cái sợi dây á, lộn, mấy cái cành cây giống vậy nè, là nó mới rủ xuống, còn cái chỗ của mình là không có. Mà tại sao lúc nãy là mình đang đứng đó, nó lại như vậy ta? Các bạn thấy không? Chưa gì là nó chọc mình rồi, và nó đóng cửa kiểu như dằn mặt á các bạn. Các bạn thấy ngay chỗ cái chỗ của mình đứng á, hoàn toàn không có cái sợi dây nào mà nó rớt xuống ngay đầu của mình hết á. Và nè, mấy cái dây mà nó rủ xuống như thế này chỉ có ở bên này thôi. Đây, cũng cách tay của mình cỡ khoảng một khúc nè. Thì tại sao cái dây hồi nãy nó nằm ở đâu? Chắc là mọi người xem camera các bạn cũng thấy đúng không? Ok, thì buổi sáng ngày hôm nay chắc là mình cũng sẽ dừng video ở tại đây thôi. Mình sẽ ghé lại đây vào ban đêm và mình sẽ làm một cái nghi thức nào đó ha. Chắc chắn sẽ quay lại và mình sẽ tìm mọi cách để mà có thể khám phá được những cái vong linh còn ẩn ở đây, và nhất là đứa bé. Ủa, cái sợi dây gì đây? Cái này nó cũng khá lâu rồi nè các bạn. Cái dây này nó ăn vô trong cái cây luôn. Rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau. À quên, những ai mà muốn thỉnh bát quái để mà treo trước nhà để phản lại những cái năng lượng xấu và những cái sát khí này kia, thì các bạn hãy nhấn vào cái link ở bên dưới phần mô tả hoặc là ở trong cái phần comment. Đó là cái link dẫn đến cái shop phong thủy của một thầy pháp hiệu là Bửu Long. Thì thầy này làm bát quái rất là hay, các bạn có thể bấm vào link Shopee bên dưới để mà đặt mua nha.